công ty đã tạo điều kiện cho mình tập gym á thì mình tập thấy cho nó đàng hoàng. Mấy con nhân viên tập cái gì biết đều tập đi, canh lúc 5 giờ chiều tập không à. Họ dành máy với khách để nó chửi quá trời luôn. Chưa kể nhân viên đi dê khách nữa. Nhưng mà cái tức là không phải là tập đứt cáp. Cái tức là nó trốn. Mấy cái thằng này á mà nó có quen con gái người ta mà lỡ mà có bụng sình thì tự chịu đi. Nó không dám nhận trách nhiệm. Nó hèn nhát, nó như một thằng đau mặt phấy. Xin chào các bạn. Hôm nay là Duy Nguyễn tiếp tục chia sẻ với bạn một chủ đề, đó là ý thức, thái độ khi chúng ta tập gym. Tức quá nó hơi dốc. Trong khi á, tất cả các doanh nghiệp của Việt Nam, tất cả những phòng gym Việt Nam, từ lớn và nhỏ, từ già tới trẻ, từ gái tới trai, từ mượn nợ tới vốn, từ có kinh doanh đóng cửa hết. Khi mà toàn quốc căng mình chống dịch thì Duy á mở phòng gym ra cho nhân viên nó tập. Tốn điện, cái máy lạnh, trong toilet hồi sáng đam là nói rồi nha. Không có ai trong toilet hết, nó mở từ sáng cho tới tối. Thì cái điều này nói lên cái gì? Đâu phải tìm tụi nó đâu mà sót. Đúng không? Nó phải hiểu rằng á, là bây giờ đang dịch, là ở công ty BBT tạo điều kiện nó để giữ lại lao động, chứ vô đó có làm gì đâu. Bây giờ dịch rồi làm gì? Đó, hàng đóng có mấy cục à. Đó, bán hàng thì có giờ shipper nó nghỉ, shipper tỉnh này nọ giờ là cách ly hết trơn rồi. Cho nó vô nó tập, nó ngồi. Đó, nó hoạt động trong phòng gym mình, nó mở máy lạnh toilet thấy quế rồi nha. Thì cái vấn đề là nó cái ý thức. Yes. Tôi chán cái lao động Việt Nam quá trời, không biết nó ta. Không có đâu xứ mình hết á. Ở nước ngoài nó sợ mất việc thấy mẹ luôn. Còn cái xứ mình á, lao động nó nhần nhần sao đó các bạn. Nó không sao bị đuổi. Trời, xin do xin cỏ cay khó đâu mà anh lo. Bây giờ nha, tao làm mướn cho mày thôi nha, chứ mà đàng hoàng à, tao nghỉ luôn. Tao nghĩ cho không ai làm với mày luôn. Đó, đó là tư tưởng lao động Việt Nam. Bởi vậy tại sao một thằng lao động Việt Nam làm bằng 1/14 thằng Singapore? What? Tại sao người ta ý thức? Người ta ý thức trong từng cái việc nhỏ. Yes. Đem đây em, anh không có like em. Thằng nào đâu thằng đó em. Đối với anh là quan gia có đầu mà nợ có chủ. Em yên tâm đi. Người ta ý thức lắm mà. Người ta trân trọng cái công việc, người ta trân trọng cái mối quan hệ. Người ta làm việc, người ta muốn thăng tiến, người ta muốn đi lên. Người ta muốn kiếm nhiều tiền hơn để về ta nuôi vợ, nuôi con, cô gái. Còn là mấy cái thằng này làm như nó giờ nó đói quá, nó phả quá, nó vô nó xin việc làm gì nữa. Anh ơi, giờ có chuyện gì làm không? Em khổ quá, em thất nghiệp. Ủa vậy mày đi xin việc làm là tại vì mày đói mày đi xin, hay là tại mày muốn cống hiến, mày muốn làm việc, mày muốn lao động để mày xin? Nó khác nhau. Ví dụ như giờ một thằng học lập trình ra, biết cả đống bạn đang coi video này là đối tượng là IT, thì người ta đi muốn tìm một công ty để người ta thể hiện được cái đẳng cấp mà người ta học 4-5 năm trong trường đại học. Người ta muốn thăng tiến lên từ làm thằng coder, xong rồi phải tới thằng giám sát, rồi xong rồi phải tới thằng leader, rồi xong rồi từ đi lên. Nó có vậy đâu. Nó vô nó xin một cái công việc như là tạm bợ. Nó coi như BBT là cái gì, là cái gì mà cứu cánh nó trong lúc mà nó đói quá đó. Xong rồi đi làm gì nữa. Cái hợp đồng lao động nó ký vô giống như là nó ký cho có vậy đó. Nó không có trách nhiệm chữ ký của nó. Không ai đời đâu mà chỉ hợp đồng lao động đã chừng là giữa chừng là xin nhà mang nghỉ. Phán một tay đạp luôn đó chứ. Đó là lao động Việt Nam đó. Bởi vậy tới doanh nghiệp nước ngoài nó chán lao động Việt Nam lắm. Nó nghe nói lao động Việt Nam thôi sợ chết mẹ rồi. Anh đi qua bên Mỹ anh hỏi mày muốn về Việt Nam đầu tư không? Nó hồi đầu tư khỉ gì, pháp lực của mày chồng chéo như quỷ vậy. Bộ lao động của mày thấy ghê quá, sao nhớ đầu tư. Nói vậy đó. Cái đó là cái chuyện ý thức về lao động. Còn bây giờ ý thức trong phòng gym này. Cái chuyện nhà không muốn kể. Tức quá rồi. Cái máy Mỹ mua 80 triệu. Tập 2 năm trời, tập 1 năm, 2 năm tùy máy nha. Khách hàng từ thằng mập tới thằng ốm, từ thằng tập nặng tới thằng tập nhẹ. Cái máy đó một ngày lấy ra nó phập mười mấy, 20 nháy. Không sao hết. Cậu nhân viên mình có nào bự hơn tao không? Nope. Không có đâu, có là tập nặng hơn tao không? Không có luôn. Tức quá rồi mấy em. Nó quất một cái đứt bản cáp luôn. Nhưng mà cái tức là không phải là tập đứt cáp. Cái tức là nó trốn. Cái tập đứt không nó im.
nó im chạy đâu có tiêu à. Tại sao mày mới vô làm mày tập đứt cáp máy tao mà mày không dám nhận? Tao bỏ tên rút rồi thì nhận mẹ đi, thằng đàn ông mặt quấy. Em có làm được gì cáp gì của sếp của sếp? Thằng kia nó coi trong nhà nó nói kìa. Sếp ơi, sếp. À, không bao giờ nói trách nhiệm mình ra đâu. Mấy cái thằng này á, mà nó có quen con gái người ta mà lỡ mà có bụng sình thì tự chịu đi. Nó không dám nhận trách nhiệm. Nó hèn nhát, nó như một thằng đông mặt váy. Đó. Cây là cây cái chỗ đó đó. Rồi bây giờ cái máy nó hơi ở dưới kìa. Không ai tập được, khỏi cho khách tập luôn. Làm sao mà tập được, máy Mỹ mà ba. Chứ đâu phải máy Việt Nam đâu, ra ngoài chợ Nhật Tảo mua mua cuộn dây. Như mua cái cáp về đo ra cắt cụp rồi xong muốn ốc dặn kịch vô giật. Trời đất ơi, nó cay lên chứ bộ giỡn hả? Rồi vì một hành động của một thằng vô ý thức thôi. Không biết thằng hay con nữa. Đó. Không biết thằng hay con. Vậy thì á, mấy thằng fan á, anh up bài lên mấy thằng fan á, anh gì ơi, dễ mà, lục camera đó coi anh. Nếu mà tao đã tới bước lục camera là mai mày nghỉ việc nha. Mà tao điên máu lên bắt mày đền nữa. Không có đâu như BBT hết á. Khẳng định với bạn luôn, ở bên Mỹ thiếu cha gì công ty. Đó, công ty người ta còn bự hơn BBT, lớn hơn BBT, giàu hơn BBT nữa kìa. Nhưng mà phòng game của họ không bằng được một xó của BBT. Đúng không? Mình đã đầu tư nhân viên cả một cái stream center để tập. Bây giờ tôi nói câu này được không? Tôi làm tôi thuê bạn vô làm. Cái chuyện tập hay không tập đó là tôi không có trách nhiệm nha. Đó, không có trách nhiệm nha. Thấy bạn thích tập gym tôi cổ vũ cho bạn, động viên cho bạn, bạn đường gym với sub. Đó. Xong rồi bạn vô bạn tập á, thì biết thì tập, không biết thì thôi. Chắc dựng tùm bậy tùm bạ đứt cái con dây luôn rồi. Đó. Vì khi trai gái là mẹ còn nó máu gái lên nữa. Phập ai cũng phập của đồng nghiệp. Vô rủ tập để le với nó. Anh nè, tôi nó ngắp nhôm vô tập lâu để anh chỉ em nha. Xong rồi vô giữ cái máy phập đứt phập. Trốn ỉm luôn. Đó, giờ không nào dám nhận. Chắc con dây tự đứt đó. Để cái hệ quả là gì? Hệ quả giờ không cho Nhiên tập gym luôn. Thằng nào tập gym đăng ký? Thằng nào đăng ký tập gym đăng ký đàng hoàng. Bây giờ tập phá đồ quá. Thì cái này nó tham nói cái gì? Không phải là vấn đề tiết cái máy, không phải là đứt cụm cáp. Yes. Nhưng mà vấn đề đường trong một cái môi trường chuyên nghiệp như BBT. Mà nó xảy ra hai việc. Thằng nhân viên tập xàm. Thằng nhân viên tập mà để đứt cáp là thấy xàm rồi. Đúng không? Khách tập đứt cáp cũng tức, nó nhân viên nó tập đứt cáp tức hơn. Đó, còn cái thứ hai là trốn tránh trách nhiệm. Trốn tránh trách nhiệm, không dám nhận hậu quả mình làm ra để trình bày với cấp trên mong sự lượng thứ. Không có. Mà mấy cái thằng mà nó tư tưởng như vậy, bảo đảm bạn chắc nó cũng thuộc két dữ lắm rồi. Bởi vậy mới nói là lớn hết trơn rồi mấy em. Cái chuyện này có gì đâu, đúng không? Đâu phải làm gái người ta có bầu đâu mà chạy gì vậy. Ví dụ làm gái người ta có bầu, nói tới giờ đụng tới sinh linh đồ tháng này nọ kia các kiểu. Phá thì ác. Còn nuôi thì không có tiền. Chứ phần em có con bồ khác nữa, con bồ để em sọt chơi thôi. Đâu phải gì đâu. Chỉ là cái cộng cáp thôi. Mà không dám nhận trách nhiệm trong khi mình làm chính nhân quân tử. Mình đi làm, mình cầm đồng lương, mình có trách nhiệm mình nuôi bản thân mình. Nguyên tắc của anh rất ghét mấy người tập gym mà phá đồ. Tập thì chả bằng ai, cái tướng chả ngon hơn ai. Mà đi tới đâu phá của tới đó. Đóng tiền tập thì có mấy trăm ngàn tháng, vô chọi cái máy gì con không đẻ. Tức chứ mấy em. Đúng không? Sống cái gì cũng biết, có biết điều không biết à. Chủ cả nào gặp mấy người này chắc cũng mệt lắm á. Mà giờ theo tụi em á, theo tụi em mà những người đã từng đi làm và những người đã từng làm chủ nha, cho mấy kẻ trâu khỏi góp ý đi. Đó, thì giờ cái đối tượng này moi ra là giờ sao? A cảnh cáo, B đuổi luôn. Đó. A cảnh cáo, B đuổi luôn. Nhưng mà nếu mà bạn nào chọn phương án B đuổi luôn thì phải phòng thêm cái C nữa nha các bạn. Chứ cái B không là không ổn. Nha. Phòng thêm cái C nữa, đây là bí quyết của thằng chủ khi đuổi người. Nha. Ai cũng biết comment dưới đi. Nên qua câu chuyện này anh muốn khuyên các bạn. Khuyên bạn là đi làm thuê cho người ta thôi, chứ còn làm chủ thì sao khuyên làm gì nữa. Mình sống cái gì cũng vậy thôi. Đừng có cái gì cũng biết mà biết đều không biết.
nha. Cái đó là không sống được, cái đó đi đâu người ta cũng diệt mình hết á. Không riêng gì lĩnh vực gym, đi ra đường mà chơi kiểu đó là người ta diệt hết, đúng không? Miệng mồm thì anh Duy, đúng không? Coi clip anh Duy tập gym nhà anh Duy không, xài xích lậu. Chơi gì chơi với chó, chơi với ai mấy em? Nó thật sự con chó, cái lòng trung thành nó còn hơn. Nói ra thì nó hơi nặng. Cuộc đời sao ghét mình xài xích lậu giả mang lắm em. Tự nhiên mình đóng góp kinh tế, mình xây dựng đất nước, mình dạy người ta điều hay lý đẹp đâu. Nó ngồi tập gym học theo mình mới xài xích lậu. Còn bây giờ á, công ty đã tạo điều kiện cho mình tập gym á, thì mình tập cho nó đàng hoàng. Cùng nhau gìn giữ cái môi trường, tầng từng sàn, cửa sổ, máy lạnh, máy quạt gì đó. Mình phải coi như nó cái tài sản của mình. Mình tập gym mà có đóng tiền trong Duy Nguyễn đồng nào đâu. Hả? Ờ, thậm chí mày đi shipper về sớm, mày lạng như mày tập gym, mày tưởng tao không biết hả? Nhưng mà những chuyện nhỏ đó không làm nói thôi. Đó. Rồi xong rồi tầm 5, tầm 3, tầm 7 ngồi dưới lúc Facebook ra tán gái hả? Tưởng không biết hả? Nó nên mình sống á, mình đi làm á, là cái ý thức của mình nó phải quan trọng. Thằng chủ nó biết hết á. Nó coi mày sao thôi. Nói cái gì cũng vậy, vấn đề cách đây từng 8 năm khi mà thành lập của TVT, đau đầu nhất là nhân sự, đau đầu nhất là lao động, nó đông quá quản không nổi, đúng không? Ngày xưa còn ít thằng, mình ngòn canh mình dạy từng đứa, còn bây giờ vô nhiều khi trong công ty gặp mặt chào mình chả biết nó lần nào, mà nhất là trong môi trường BBT chả biết nó là khách hay nó là nhân viên luôn. Tự nhiên mà hổng vô gặp nhỏ cũng xinh gái, tưởng nó khách vô khiêm nhường, à thưa nó thấy mẹ luôn. Xong cái hồi tự nhiên là bốn gặp nó, ủa khách lên đây luôn hả? Cái nó dạ chào sếp em thử việc. Trời ơi, qua cái vụ này mày coi cái gì? Tao dặn mà mấy thằng media, mấy thằng thiết kế phải ghi rõ ràng cái bản tên, ghi cấp vụ chức vụ đầu đàng hoàng cho người ta biết. Bây giờ cái phòng gym mình là phòng gym đông người, nó lạng xà bản đi từ lơ học dưa hết. Mấy con nhân viên tập cái gì biết điều tập đi, canh lúc 5 giờ chiều tao không à. Họ dành máy với khách để nó chửi quá trời luôn. Đâu có chửi vô mặt tụi mày đâu. Đó, nó về đó nhắn tin trong Duy Nguyễn xã không à. Vậy đó. Chưa kể nhân viên đi dê khách nữa. Trời đất ơi. Ôi mấy cái đầu mày đỡ nó, mày muốn cái đầu mày làm gì? Trời đất ơi, nó chơi lầy tới mức độ đó đó mấy em. Xin lỗi mày, tao đọc tin nhắn hết rồi, khỏi chối. Tự hỏi lương tâm mày có hay không. Ôi mày bán được cho khách nữ người ta hủ súp. Bán cho khách nữ người ta hủ súp, thả dê vô quỷ. Nhắn tin đồ cưa cẩm, đồ gạ, các kiểu. Xin lỗi hôm qua được mắc sếp rồi nha. Biết sao mấy nhỏ đó bộ tao đó. Mấy nhỏ đó bộ tao đó. Chẳng qua là nhiều khi súp mình không cầm, mình cho gái thôi. Nó mình thông quan đường chính ngạch, mình cho nó mua hàng, mình chỉ tiền cho nó sao. Ôi xong mình cái nổi anh sẽ gì nhân viên anh nó láo gì, nhân viên anh nó về luôn hả? Nó về mẹ chắc vả quá rồi, gặp nhỏ nào cũng phập thôi. Oh really? Nó nói này ra có đứa nhỏ. Tin nhắn còn đây này cần đọc không? Cái bộ là giả bộ thôi. Nhưng ý của anh nói cho tụi em biết á, đa phần khách là vì uy tín của anh Duy Nguyễn mới tới mua hàng chỗ tụi em. Tụi em sao qua được anh? Hả? Bị đặt nhắn tin mày gạ. Thấy bẩn chưa? Mình đừng có làm những cái việc bẩn đó. Chơi thì phải chơi cho đẹp. Mình đại diện cho BBT, đúng không? Mình đang đại diện cho BBT, mình đại diện cho công ty anh Duy Nguyễn. Vô làm vậy thọt lần sếp thôi rồi đi. Sếp nhịn mặt mày mất cảm xúc luôn. Chơi tới mức vậy đó, khách hàng còn vậy chắc nhân viên nó bậy bá luôn rồi. Mà nói những cái điểm nhỏ, lâu quá không tổ chức cuộc họp, giờ họp online cho nhiều người nghe học kinh nghiệm luôn. Đó, khi mà các bạn làm chủ doanh nghiệp đó, bạn thấy khổ được cỡ nào? Mình đó thì mình không có thời gian, mình nói từng đứa mà gặp, mình không nói thời gian, mình gặp từng đứa mình nói từng việc. Đúng không? Trăm công nghìn chuyện chứ không giỡn hả? Dạo này đóng cửa, tê liệt bà đó là kinh tế rồi. Tập gym như một thói quen, tập gym vô hồn, tập không cảm xúc luôn. Đầu thì nó nặng trĩu và không gian thì nó hiu quạnh. Xong rồi vậy á, má nhân viên mình nó tập vui như Tết á, 5 giờ chiều nó kéo dưới ầm hết. Ok cũng tốt thôi, cũng fine thôi. Đó, tụi em tập thì anh cũng thấy vui. Ừ, ít ra tụi em còn vui vẻ, còn tập luyện này nọ kia. Nhưng mà mình phải có trách nhiệm việc mình làm ra.
còn mấy thằng hút thuốc nữa, hút thuốc thì ra mẹ đắp trống phà thuốc đi, hút thuốc thả từ lưa không dưa cái mẹ cây trên lầu luôn. Vậy đó mấy em, ghiền quá thì ra vô toilet hút đi, xong rồi có cái bồn cầu đó phà xuống, không thì ra nắp cống nè, trước cửa đường số 6 có nắp cống mà, không thì ra ngoài vỉa hè ngồi, ra ngoài vỉa hè ngồi vừa văn minh vừa lịch sự vừa thoáng mát hút, chỗ đeo đi chi trên lầu hút cao vậy, rồi tàn thuốc quăng từ lưa hộp dưa nữa đó. Ở Việt Nam này biết bao nhiêu cái vụ cháy nổ, chỉ là mấy thằng công nhân nó sầm lông thôi, nó hàng nó xì này nọ kia hoặc nó hút thuốc tự nhiên cháy nguyên nhà chết năm mạng chơi vậy đó. Oh no, cái đó là tôi phải ý thức chứ. Có thể là BBT khiếm thuyết, nhận BBT chưa có cái phòng hút thuốc riêng như bên Mỹ ở ngoài sân bay, đúng không? Nhưng mà cũng phải vừa vừa phải thôi. Ở Việt Nam này có thằng nào làm phòng không thì kiếm cái chỗ nào hút cho nó an toàn, mình giải quyết được cơn ghiền, nhưng mà nó không ảnh hưởng ai. Nó có nhiều việc lắm em, bữa nay làm cái xã bồng tâm sự hay sao, nó vụ cái cáp là hơi cay đó nha, cái cáp đó là giờ phải nhập bên Mỹ nữa. Anh nhập từ bên Mỹ mà giờ Mỹ nó lóc đau rồi, bên Mỹ nó lóc đau rồi sao nhập, biết tới ngày nào bên Mỹ nó mở không? 10 tháng 6, 10 tháng 6 có thể kéo dài nữa, rồi chừng nào cái máy nó mới tập được, máy nó giờ niêm phong luôn rồi đó. Còn bây giờ mình có thể mình ra chợ Kim Biên, ủa lộn, Kim Biên giờ quá chất, mình có thể mình ra chợ Nhật Tảo, mình ra chợ Tân Thành, đúng không, mình mua cộng cấp lô về mình nói mình cho đỡ. Nhưng mà làm mất giá trị cái máy Mỹ, làm mất giá trị thương hiệu BBT của Chi Nguyễn. Trời đất ơi, hồi trưa anh giận lắm em, mà giận quá chả muốn nói nữa. Hay thì share và like đi ba. Cửi gì? Đăng ký chưa? Cái gì cũng biết chứ có biết điều là không biết à. Có chùa hoài. Phân phối thực phẩm bổ sung thể hình và mạng lưới trung tâm gym THOL lớn nhất Việt Nam. BBT, anh cả tiên phong ngành gym và supplement. Duy Nguyễn, BBT Founder.